Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo bikini cho bé dạng yếm xinh xắn như thế này Đi đôi với mẫu áo này sẽ là một cái mẫu quần bikini dạng cột dây ở hai bên Thì mẫu quần này mình cũng đã có hướng dẫn ở bài trước rồi ha Mình có để link ở phần mô tả Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm size cho phù hợp Mẫu này thì mình sẽ làm size dưới 6 tháng Những bạn nào muốn tăng giảm size thì có thể dựa vào số đo để làm nó sẽ chắc chắn hơn ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo lên qua vòng tròn Sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật Các bạn cần móc cho mình cái xích đầu tiên Sao cho nó bằng gần một nửa so với cái số đo vòng ngực ha Khi móc thì mình sắp xếp làm sao cho cái xích đầu tiên này nó sẽ là số chẵn nha Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật khác nhau Sử dụng chất len và kim khác nhau cho nên số xích này nó có thể khác nhau ha Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 32 mũi móc xích khi đã có được 32 mũi móc xích rồi, mình sẽ đo cái kích thước này thì nó sẽ bằng sắp xỉ một nửa so với cái số đo vòng ngực ha. Các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng ngực của size các bạn cần móc, chia đôi ra thì mình sẽ móc sắp xỉ bằng cái số đo đó là được. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 32 một mũi kép đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi hoàn tất được 32 mũi kép đơn vào 32 chân, mình sẽ được cái bề ngang và bề ngang này nó sẽ nằm ở phía dưới của ngực ha. Bây giờ mình sẽ móc lên phần thân trên nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ giảm cho cái hàng móc của mình nó có cái độ nhỏ dần lên phía trên ha. Thì để giảm mũi các bạn sẽ giảm cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Thì mũi đầu tiên nè, thay vì mình chậm hai cái chân móc liên tiếp lại thành một mũi thì các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn ha như vậy là ở điểm đầu tiên mình đã giảm đi được một mũi nè móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng móc còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng đó nó tương tự như cái chân đầu tiên, mình sẽ giảm đi còn một mũi. Thì cách giảm như sau. Các bạn tiến hành lấy len lên trên kim. Sau đó ta đâm kim vào chân kế cuối. Kéo len qua chân móc. Trên kim được 3 đường móc nè, kéo len qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai. Đâm kim vào chân móc cuối cùng. Kéo len qua chân móc trên kim được 4 đường móc kéo len qua hai đường trên kim sau đó mình sẽ kéo len qua hết ba đường trên kim như vậy là hai chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha ta đã giảm đi được một mũi rồi nè tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại tương tự giống như hàng bên dưới thì hàng này mình cũng sẽ làm tương tự ha thay vì mình chụm hai cái chân móc đầu tiên lại thành một mũi cách chụm tương tự giống như cái mũi chụm ở phía dưới á thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn để mình gọn mũi hơn nha các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn và trừ cho mình hai chân móc cuối cùng mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng hai chân móc cuối cùng chụm lại thành một mũi ha sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao thì cái bề ngang của phần thân áo các bạn chia đôi ra cho mình thì mình sẽ móc cái chiều cao của phần thân áo đi lên sắp xỉ bằng một nửa ha còn lại khoảng tầm 2 cm các bạn chưa lại cho mình khoảng tầm 2 cm để mình bo cong ở phần chính giữa sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân áo của mình nó đã có cái độ nhỏ dần lên phía trên rồi chiều cao của các cái hàng móc mà mình có được nè cái hàng móc mà mình móc đầu tiên á, chia đôi ra mình sẽ có được cái chiều cao này trừ khoảng tầm 2 cm ở phía trên để mình tạo cái độ bo cong ở chính giữa ha các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình có được là bao nhiêu mũi Sau đó mình sẽ chia đôi ra Xích đầu tiên ban đầu mình có nói đến, các bạn sắp xếp nó là số chẵn ha Thì khi mà mình chia đôi cái hàng cuối cùng này ra, ta sẽ dư được hai cái chân móc nằm chính giữa nè hai cái khoảng bên này nó sẽ bằng nhau ha Còn dư hai cái khoảng chính giữa này mình sẽ tạo cái độ bo cong ở đây Các bạn móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Tương tự như các hàng bên dưới ha, mình cũng giảm một mũi đầu và một mũi cuối thì mũi đầu tiên bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại chừa cho mình hai chân móc cuối cùng tính luôn cả cái chân móc mà mình đánh dấu mình sẽ chừa ra tổng cộng là ba mũi móc ha mình sẽ móc đến cái chân móc sát ở đây đây từ chân móc mình đánh dấu nè thêm hai mũi nữa móc đến chân móc này ha mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn Sau khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn cho đến hai cái chân móc mà mình chừa ra, với cái chân móc mà mình đánh dấu bên này nữa là ba mũi nè. Thì cái chân móc gần kế cuối này các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép. Tức là sẽ hạ độ cao của mũi móc ha. Chân sát với kim đánh dấu móc một mũi móc đơn. Lúc này đến hai cái chân móc mà mình đánh dấu nè, thì hai cái chân móc này mình sẽ không móc vào chân móc mà các bạn đâm kim vào cái khoảng, cái kẻ chính giữa của hai cái mũi kép đơn đó nè. Đâm kim vào cái khoảng giữa ha không móc vào chân móc mà đâm kim vào cái kẽ chính giữa của hai cái mũi đó móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chính giữa đó rồi tháo kim đánh dấu ra và cái chân móc mà mình đánh dấu thứ hai đó các bạn cũng không móc vào đó mà mình đâm kim đến chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp móc một mũi nửa kép các chân còn lại thì mỗi chân một mũi kép đơn chưa ra hai chân móc cuối cùng Sau khi móc đến cuối thì lúc này cái phần chính giữa của ngực nó sẽ có cái độ giảm mũi nè và thấp xuống ha. Tiếp tục chậm mũi ở hai chân móc cuối cùng. Kéo qua hết ba đường trên kim. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp mình cũng giảm mũi đầu vào mũi cuối. Chân đầu tiên bỏ qua ha, móc vào chân thứ hai mũi kép đơn. Các chân kế tiếp thì mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn. Móc cho mình cho đến cái chân móc của mũi nửa kép mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cái đoạn trẻ ở chính giữa rồi nè thì lúc này mình sẽ có chân móc của mũi nửa kép ba chân móc của ba mũi móc đơn tiếp tục là chân móc của mũi nửa kép và các chân của mũi kép đơn ha thì chân của mũi nửa kép móc một mũi nửa kép chân của mũi móc đơn thứ nhất móc một mũi móc đơn chân mũi móc đơn thứ hai cũng móc một mũi móc đơn và chân của mũi móc đơn thứ ba cũng móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục là một mũi nửa kép vào chân của mũi nửa kép bên dưới các chân kế tiếp mỗi chân một mũi kép đơn và chụm cho mình hai chân cuối cùng móc được đến hai chân móc cuối cùng rồi nè thì tiến hành chụm lại hai cái chân đó thành một mũi lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim móc lên một mũi móc xích như vậy là phần thân áo của mình nó sẽ có cái độ giảm ở cái phần chính giữa của ngực nè ta hoàn tất được cái form áo như thế này rồi ha thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo cái bề ngang của phần thân áo nè chia đôi ra mình sẽ có được cái chiều cao của phần thân áo ha sau đó mình sẽ chạy ở chính giữa nè bây giờ mình sẽ viên lại đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau chọn cho mình một mặt là mặt phải của thân áo ha sau đó mình sẽ bắt đầu móc ở cái phần viền phía dưới trước đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào cái chân móc đầu tiên là cái chân móc xích đầu tiên luôn á sau đó kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích mình lần lượt đâm kim vào các cái chân móc mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng để mình viền lại cái phần lai áo phía dưới trước ha những bạn nào mà không thích viền một hàng mũi đơn đơn giản như thế này mình có thể đổi sang cái phần viền họa tiết sò cũng được ha phần thân áo của mình nó sẽ được nổi hơn tương tự cho đến hết sau khi viền được đến cuối hàng rồi nè thì để tạo cái góc ở đây các bạn sẽ móc tiếp lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân mà mình vừa móc mũi móc đơn cuối cùng đó, móc thêm một mũi móc đơn nữa. Mình sẽ tạo một cái góc như thế này. Đến cái cạnh tiếp theo thì khác với cái cạnh mà mình vừa viền, nó không có những cái chân móc liên tiếp mà nó sẽ có các cái thân chân móc nè. Thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc liên tiếp như phần thân dưới thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc nha. Vào các cái chân móc chứ không đâm kim vào thân chân móc nha. Mỗi chân móc như thế này mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Đây, hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến đầu của cái hàng móc ở phần thân trên ha. Sau khi đã viền được một bên thân hông rồi, đến cái điểm tiếp theo sẽ là cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phần thân trên. Thì chân móc đó móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba, mình sẽ tạo ra được một cái góc như thế này. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến cái phần chẻ chính giữa ha, Khi mình đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái phần trẻ ở chính giữa của phần thân áo nè Lúc này, này mình cũng có chân móc của mũi nửa kép ba chân móc của ba mũi móc đơn và chân móc của mũi nửa kép Thì chân của mũi nửa kép đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn Đây là chân của mũi nửa kép nè ba cái chân của ba mũi móc đơn thì chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi móc đơn mũi móc đơn thứ hai á mình sẽ không móc vào chân móc mà các bạn để ý cho mình nè cái chân móc đơn này thì cái chân móc đơn phía dưới cái chân ở phía dưới nữa mình móc vào cái kẻ giữa hai mũi kép đơn á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái kẻ ở bên dưới nha cái kẻ mà mình móc mũi móc đơn á kéo len qua sau đó mình sẽ kéo dài cái sợi len cho cái sợi len nó ngang bằng với cái mũi mình đang móc kéo len qua hai đường trên kim thì mình sẽ tạo ra một cái đường kẽ nằm chính giữa như thế này kế tiếp sẽ là chân của mũi móc đơn thì móc một mũi móc đơn chân của mũi nửa kép móc một mũi móc đơn các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn, cho đến cái góc này thì làm tương tự như góc bên cạnh này. Móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc, sau đó các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã viên được lại toàn bộ phần thân áo rồi, đến cái chân móc cuối cùng cũng là chân móc đầu tiên mà mình móc mũi móc đơn thì tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Ta hoàn tất được toàn bộ phần viền của thân áo nè, có được một cái form áo như thế này rồi canh chỉnh cho các cái mũi móc đơn nó đều lại nè mình sẽ ra được một cái form áo yếm như thế này ha bây giờ mình sẽ tạo các cái sợi dây thì cái sợi dây đầu tiên á các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình ở cái chân móc mà mình vừa kết thúc ở đây luôn móc lên cho mình một chai móc xích sao cho nó có đủ cái độ dài để các bạn luồn ra phía sau mình cột vào phía sau ha thì mình móc khoảng tầm 90 cho đến 100 mũi móc là được tùy vào cái độ dài của sợi dây Sau khi hoàn tất được độ dài của sợi dây rồi nè, mình sẽ có được một cái sợi dây bên thân hông như thế này. Còn lại hai sợi dây ở hai phía trên và sợi dây ở bên hông này, các bạn sẽ làm tương tự cho mình ha. Mình sẽ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với cái góc đối diện với cái phần thân ở phía dưới nè. Thì lúc này mình sẽ đâm kim, ở đây mình có cái góc một đơn, một xích và một đơn thì đâm kim vào cái khoảng của mũi xích đó. Sau đó kéo nút vừa tạo qua cái khoảng này. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ban đầu mà mình tạo ha. Như vậy là ta sẽ có được một cái sợi dây ở phần thân hông. Cái sợi len thừa này nè khi móc xong các bạn giấu cho mình sợi len vào trong mũi móc, mình có thể chừa một đoạn len vừa đủ dài, sử dụng kim khâu giấu cũng được ha, hoặc là sử dụng kim móc giấu cũng được. Còn đối với hai sợi dây ở hai bên phía trên này thì lúc này mình có cái góc mà có 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn nằm chính giữa ba mũi đó. Sau đó mình cũng đưa cái nút mình tạo qua cái chân móc này. Từ đây cũng móc lên một dây móc xích và dây móc xích này nó có thể ngắn hơn so với cái dây móc xích phía sau ha, hoặc là bằng cũng được. Mình sẽ làm tương tự cho cái đầu dây bên cạnh. Độ dài này các bạn có thể canh chỉnh tùy thích ha các bên cạnh này cũng đâm kim vào chân móc nằm chính giữa nè sợi dây này mình cũng giấu vào trong mũi móc ha để giấu vào trong mũi móc á, các bạn có thể sử dụng cho mình một đầu kim nhỏ mình sẽ luôn ở mặt trái của sản phẩm luồn vào các cái chân móc nè vào các cái thân của các cái mũi móc ha luồn một đoạn vừa đủ sau đó mình sẽ kéo cái sợi len này qua các cái chân móc mà mình vừa luồn Những bạn nào mà không có đầu kim nhỏ thì có thể chưa một đoạn len vừa đủ dài ha. Sau đó mình sử dụng kim khâu để giấu cũng được. Thì cách dùng cái kim móc này nè, các bạn sẽ đâm tiếp cho mình luồn thêm một khoảng nữa, luồn đến cái chân móc mà mình vừa kéo sợi len thì các bạn đâm kim cho mình lên phía trên một tí nữa, để mình chốt lại cho cái sợi len của mình khi mình sử dụng lâu dài nó không có bị tuột ha. Giấu ra phía sau tiếp nè. Sau đó mình cắt cái đoạn len thừa đi. Làm tương tự cho các cái đầu dây kế tiếp ha Thì mình sẽ có được một cái form áo bikini dạng yếm xinh xắn như thế này Đối với form áo này thì mặt trước thân áo các bạn có thể trang trí cho mình những cái họa tiết lên trên thân áo Cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn ha Hai sợi dây ở phía trên mình sẽ cột ra phía sau cổ nè Còn hai sợi dây ở phía dưới thì mình sẽ cột ra phía sau của phần ngực ha. Ta sẽ có được một form áo xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể tăng size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được. Và mình cũng có thể trang trí những họa tiết khác lên trên thân ha. Mình có móc một mẫu hoa năm cánh để trang trí. Mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở bài trước rồi nè. Các bạn có thể trang trí ở một vị trí bất kỳ trên thân áo cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu áo bikini dạng yếm cho bé xinh xắn như thế này. Mẫu này thì đã có số đo rồi, các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Đi đôi với mẫu áo yếm này thì mình có phối thêm một cái mẫu quần bikini. Mẫu quần bikini này sẽ có cái dạng cột dây ở hai bên hông ha. Thì các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo cái size quần phù hợp với size áo nè khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công